Trong video này thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tính năng để chúng ta tích hợp vào bot cái mùa bóng đá này, đó là cho cái người dùng họ dự đoán tỷ số. Đây mọi người sẽ thấy nhá. Đây. Thì đây thì chúng ta có thể tùy biến được đội này, tùy biến được thời gian và ngày tháng, đâm ra là mọi người có thể làm cho mọi trận đấu. Được chưa? Và dữ liệu của thằng này chúng ta sẽ xuất ra Excel nhé, chúng ta không không cần website nhé. Dù mình dự đoán Việt Nam là 5 đi, ông Philippines là 1 và có là 3, 5, 6, 7 người dùng dự đoán. Đấy, rồi, cho đó mình sẽ ấn là dự đoán ngay. Thì dữ liệu nó sẽ trả cái kết quả về bot cho chúng ta. Và đây thì cái dữ liệu tên này này, rồi là tỷ số, rồi người đoán này này, thì tất cả sẽ được lưu ra cái file Excel để sau này mọi người có thể lọc được là à ông nào là dự đoán đúng, ông nào là không không dự đã dự đoán sai, thì chúng ta tiến hành trao giải và cùng tùy biến. Nếu mà chúng ta có thể lấy số điện thoại hoặc email khách hàng để gửi giải thì vẫn được. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem đây nhé. Đấy. Đấy. Chúng ta có thể tùy biến được tên của đội này. Đấy. Giờ thi đấu này, ngày thi đấu này. Đấy, hình ảnh cái cờ á, cái cờ mà chúng ta thấy ở đây này. Đấy, cái cờ đấy mọi người nhé. Đây, chúng ta có thể sửa hết những cái này được. Sửa hết là nào là cờ này, rồi là tên đội này. Đấy, bởi vì cái hệ thống này thì bọn mình đã làm cho mọi người để mọi người chơi nhiều giải nhiều trận, chứ không phải là nhất thiết là mình chỉ làm một lần để chơi cái đợt Việt Nam và Philippines thôi. Đó. Rồi. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nhá, để làm sao để ra được một con như thế này. Rồi. Đầu tiên thì mọi người bước đầu tiên này, đó là truy cập cái thằng là khách hàng chấm siêu chatbot.com và chúng ta sẽ đăng nhập. Này nó sẽ hơi phức tạp mọi người nhé. Rồi ví dụ bây giờ mình muốn cài đặt cho cái một page nào đó, ví dụ bây giờ mình muốn cài đặt cho page page này đi. Mình ví dụ vậy nhé, thì có pay nó cài đặt rồi. Đây thì nó có nhiều ứng dụng thì mình sẽ hướng dẫn mọi người, nhưng mà cái cơ bản thì nó giống nhau thôi. Ở đây mọi người có thể dùng miễn phí. Chúng ta sẽ chọn là cái dự đoán tỷ số này, đó, và chúng ta sẽ tạo cây này. Rồi thì chúng ta sẽ có cái cây này ở đây, có đường link của Jason này. Đấy. Ok. Hoặc là chúng ta nhìn cái này cho nó tương tự nhé, cho nó dễ thiết lập. Đây. Đây. Thì thằng này nó đã lấy được cái cây này rồi. Cho cái ID này, mỗi cây này nó cấp riêng cho mỗi cái ID trang. À, để tránh trường hợp là mọi người lộn xộn, mọi người chia sẻ ra ngoài thì cũng không đủ cái server mà miễn phí cho mọi người chạy được đâu. Khi đấy thì chúng ta sẽ sập thôi, bởi vì cái này nó đang chạy trên server của bọn em. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào? Ở đây chúng ta sẽ, ở đây mình sẽ làm một cái mới cho mọi người nhé. Ở đây chúng ta sẽ cần ba cái nút này. Một nút là để người chơi họ dự đoán là bởi quét view á. Nút thứ hai là để trả kết quả về. Đó. Thì cái nút trả kết quả này về thì sau đó chúng ta sẽ lưu ra cái file Excel được. Nó sẽ có cái dạng như thế này. Đấy. Có kết quả đây. Sau này chúng ta sẽ xuất ra, chúng ta lọc là những ai đã đoán trúng 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 này. Đó. Và ai là kết quả gần nhất này. À, được chưa? Rồi. Cái này là Excel nhé. Mọi người tự làm Excel. Còn ở đây thì bọn em cũng có thể code một cái hệ thống để quản lý kết quả này. Nhưng mà như vậy thì nó lại hơi tốn server của bọn em nữa, nên là mọi người tự xuất ra Excel đi cho nó dễ, đỡ mọi người phải làm gì nó mệt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo cái block đầu tiên này.
đó là nút dự đoán tỷ số đi, đoán tỷ số đi. Đó, chúng ta sẽ cần tạo cái giá trị này, chúng ta chọn là set attribute này. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ cần những giá trị sau này. Thứ nhất là post ID này. Thứ hai là block ID này. Thứ ba nữa là token này. Đấy, ở đây mọi người có thể nhìn ở đây nhá. Đây. Đây. Bởi vì là nó sẽ chạy đây. Pay ID này. Rồi, chúng ta sẽ có Pay ID này. Khá là nhiều, nhưng mà bây giờ chúng ta bắt buộc nếu mà mọi người làm tùy biến thì phải như thế này thôi. Còn thực sự thì nếu mà chỉ là một trận thì bọn em làm có thể dễ dàng, nhưng mà bây giờ cái hệ thống này mà nó sử dụng cho một trận thì nó quá phí. Đấy, nên là chúng ta sẽ xem video và thêm hết những cái giá trị này vào nhá. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ thêm một cái thứ hai là cái sân. Sân là ở đây này, chúng ta ấn nút đây để thêm này. Ấn dấu cộng này. Ấn đây này, đây, đây là thằng này này. Để chọn nó thì nó sẽ ra một cái như thế này. Và chúng ta sẽ ấn là gọi thông số là port. Cái đường dẫn này thì mọi người sẽ lấy ở đây, mọi người thấy đường dẫn ở dưới này này. Đó. Đây là đường dẫn này. Đó. Chúng ta copy. Chúng ta bỏ vào đây. Còn đây là những cái giá trị mà chúng ta nhập ở trên thôi. Đây, chúng ta sẽ thấy này. Nó có những cái giá trị bắt buộc như là chat field ID này, fit name, last name này. Bởi vì tại sao phải có cái giá trị này? Vì để tránh trường hợp là bọn nó chơi nhiều lần. Chúng ta chỉ cho nó chơi một lần thôi. Đó, thì chúng ta sẽ liệt kê hết cái giá trị này ra nhá. Ở đây mọi người lưu ý này, đầu tiên là cái fanpage ID này. Fanpage ID là cái này mọi người này. Đấy, đây là fanpage ID này. Đó. Tiếp theo là cái cây này, cái cây để hoạt động được cái bóng đá này là nó nằm ở đây. Đấy nhá mọi người này, cây đây này. Đấy. Tiếp theo là con bot ID. Đây là cái bot ID này, bot ID nó nằm ở trên này mọi người này, nó sau cái chữ bot này này. Đó. Tiếp theo là block ID. À, đây, 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 đây. Block ID là thằng nào? Block ID là cái thằng mà nó trả kết quả về á. Đây mọi người qua cái chỗ trả kết quả này này. Đó. Chọn này, chọn cái block ID là ở đây này mọi người. Đấy, đây là block ID của nó này. Tức là mình dự đoán xong thì mình sẽ trả kết quả về đâu á. Ở đây thì bọn em có thể kết quả này bọn em làm trên GetView được, nhưng mà chúng ta không ghi nhận được cái hành động của khách hàng này được. Nên là bọn em phải trả kết quả đầy đầy thông tin data về đây. Đấy. Rồi. Sau đó là cái block error này này. Là cái thằng này mọi người này, là ID của thằng này này. Tức là nếu mà nó bình luận rồi á thì nó sẽ nhảy tự động nhảy về block này. À. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có cái token của con bot này. Token thì chúng ta sẽ lấy ở đâu bên này. Đây nhá. Đây là cái token mọi người này. Cái token này nó làm nhiệm vụ tức là thông cái kết nối giữa cái web view á đi và cái kết quả trả về. Nên là nó phải cần cái token này. Kiểu như là nó một cái cổng đó, để chúng ta xác định là chúng ta đi đúng hay không á, cái dữ liệu có đi đúng hay không á. Rồi. Tiếp theo nữa đó là chúng ta sẽ cái rồi, mấy cái này thì bắt đầu chúng ta có thể là tùy biến này. Tên của đội bóng này. Việt Nam Philippines này, giờ thi đấu này, ngày thi đấu này, cờ này, cờ chúng ta úp ảnh lên nhé. Ví dụ đội nào nó úp ảnh lên, ảnh cờ ảnh nhỏ ở đây mọi người. Giao cái ảnh cờ này nó nhỏ xí à. Ra đừng úp ảnh nó to quá lót không được đâu. Đấy, cờ Việt Nam đấy. Đấy, hay là đây là cờ của đội số 2 này. Đấy. Như vậy thôi, chúng ta lấy nhỏ nhỏ xinh xinh nhá. Ok. Đấy, đây, sau đó chúng ta sẽ tạo một block nhận kết quả. Đấy, đây chúng ta đánh như thế này.
Cảm ơn bạn đã tham gia chương trình này. Đấy, tên đội này. Tức là nó bắn cái kết quả mà người ta nhập ở trên cái hệ thống WebView thôi. Đó, sau đó thì mình sẽ lưu một cái Google Sheet như thế này để lấy kết quả ra bên ngoài, sau này về quản lý. Còn đây là cái khi mà người ta nhập hai lần nó gây lỗi á. Đó. Và đây nếu mà chúng ta muốn chống cho người ta hai lần, đơn giản nhất thì chúng ta ở đây mình có gắn cái giá trị này, dự đoán bóng đá này là đã dự đoán này. Và mình muốn ở đây thì mình đang test, mình đang tắt chức năng đó. Ví dụ mọi người có thể đặt một cái go to block ở đây chẳng hạn. À, gán giá trị là dự đoán bóng đá này, và nếu nó là đã dự đoán này thì go to về cái thằng dự đoán lỗi đó. Thì như vậy là khi mà ai mà đã dự đoán một lần rồi không thể dự đoán được nữa. Nên là chúng ta phải gắn cái thẻ này riêng từng trận nhá, nếu không mà chúng ta gắn chung chung như này đây, mình làm cho nhanh mình làm đại vậy thôi. Chứ còn nếu mà mọi người muốn là từng trận phải gắn cho từng trận nhé. Ví dụ đây là đã dự đoán trận gì này, trận 1, trận 2, trận 3 này. Như vậy thì lần sau nó sẽ không dự đoán được cái trận ấy tiếp được nữa. Đấy, còn thôi ok. Đây mình để cho mọi người test thì mình sẽ bỏ ra. Đấy. Được chưa? Ok. Sau đó thì chúng ta chạy thử này. Đây. Chúng ta mọi người là cái màn hình hôm qua mới làm nó hơi bừa bộn. Đấy. Nó có là tỷ số này. Đấy. Dự đoán. Đấy. Còn tùy chúng ta muốn lấy số điện thoại khách hàng nữa thì chúng ta trước khi trả kết quả chúng ta yêu cầu là các bạn có muốn nhận cái thông báo không? Muốn nhận kết quả về email hoặc là số điện thoại nào chẳng hạn. Chúng ta có thể trả thưởng cho bạn ở đâu chẳng hạn. Như vậy cũng được. Ví dụ bây giờ ở đây chúng ta có thể làm thêm cái đoạn này. Đấy, ví dụ như là bạn muốn nhận thông báo trúng thưởng qua số nào đây nhá, mình sẽ dùng chức năng này. Đây, mình dùng chức năng này này. Đấy, SDT. Ok. Cảm ơn bạn đã dự đoán. Đã tham gia. Đâu bạn. Đúng. Chúng tôi là sẽ liên hệ qua FDT. Đấy, mình thử nghiệm lại nhá. Rồi, mình thử nghiệm lại này, dự đoán tỷ số này. Cái này là mình chưa cài là nó không được dự đoán nhiều lần nhé. Tí mọi người cài thì mọi người sửa lại được. Nó chỉ là go to block thôi mà. Dự đoán ngay. Đấy, nó hỏi bạn có muốn nhận thông báo trúng thưởng qua số điện thoại nào chẳng hạn. Ok, đồng ý. Như vậy là chúng ta lại lấy được số điện thoại khách hàng rồi. Ôi cái này mình đánh thiếu cái SDT rồi. Ok. Rồi. Thì chúc mọi người thành công nhá. Các cái dữ liệu này thì khả năng thì mình sẽ viết lên cái chỗ cộng đồng chatbot nhá.
À, bởi vì là có một số cái mọi người phải viết nó phức tạp đúng không? Thì em sẽ viết một bài lên đó. Còn tạm thời thì mọi người cứ xem video đi em. Đây là trang web cộng đồng WhatsApp của chúng ta. Rồi, chúc mọi người thành công.